Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Trong giờ phút trang nghiêm thanh tịnh của sáng giao thừa năm Canh Tý, mở đầu cho năm chuột lắc, một loài chuột rất khôn ngoan, lanh lợi. Thay mặt giáo hội Phật giáo Việt Nam trên thế giới, tôi kính chúc chư tôn hòa thượng, chư thượng tọa, đại đức tăng ni, các vị lãnh đạo các tôn giáo, phước trí luôn luôn được trang nghiêm thanh tịnh, vạn sự được cát tường. Đồng thời, tôi cầu chúc Tổng thống Donald Trump và các vị lãnh đạo quốc gia Hoa Kỳ một năm mới dồi dào sức khỏe để lãnh đạo quốc gia. Chúng tôi cũng cầu chúc các bậc trưởng lão, các vị lãnh đạo xã hội luôn luôn được an vui, mọi việc được trôi chảy. Cầu chúc các thương gia được may mắn, mọi việc được hanh thông, và cầu nguyện cho mọi người đều có công ăn việc làm tốt đẹp, gia đình được an lành, hạnh phúc. Tôi cũng không quên cầu chúc các anh chị em sinh viên, các em học sinh luôn tinh tấn, cố gắng học hỏi các văn hóa tốt như các khoa học kỹ thuật. Nhất là các anh chị em trẻ cố gắng trau dồi đạo đức, giữ lòng thành thực, biết thương loài vật, yêu người, tuyệt đối không giết người vô cớ, không tham lam, không tham nhũng, không trộm cướp. Nếu giữ đúng những điều trên sẽ được các phần thưởng cho chính cá nhân, gia đình và xã hội. Tôi hy vọng các bạn trẻ luôn luôn trau dồi đạo đức, nỗ lực học hành để phục vụ cho xã hội. Tương lai đất nước đang chờ khối óc, lòng yêu quê hương, thương dân tộc của các bạn trẻ đang ở khắp nơi trên thế giới. Sau cùng, tôi thành thật cầu chúc tất cả con dân nước Việt luôn luôn tin tưởng vào tiền đồ tươi sáng của đất nước và sự tiến bộ của dân tộc trong tương lai. Tuy nhiên, hiện tại là mầm non, là bước nhảy vững chãi mà mọi người biết mở rộng tâm hồn để học các vẻ đẹp, những điều hay như các khoa học kỹ thuật và mọi vẻ đẹp của thế giới Âu Mỹ để về xây dựng lại một Việt Nam mới, như học hỏi phương pháp quản trị giáo dục. Phương pháp giáo dục là nền tảng của đạo đức, văn hóa, tiến bộ, vân vân của xã hội. Vì thế, chúng tôi hy vọng các bạn trẻ cố gắng học phương pháp phát triển và quản trị kinh tế, học phương pháp quản trị đất nước, học về đạo đức, học về đạo đức chính trị, học cách xử thế để đổi mới toàn bộ xã hội. Nói cách khác, các bạn trẻ cố gắng học hỏi những điều hay của phương Tây để đổi mới xã hội Việt Nam. Nói khác là đổi mới tất cả để đưa Tổ quốc đi lên, làm cho dân tộc trở thành văn minh tiến bộ. Sau cùng, tôi chân thành cầu chúc các bệnh nhân chống được bình phục để về đoàn tụ gia đình, và cầu chúc tất cả mọi người luôn luôn phát tài, phát lộc, được an vui, hạnh phúc trong năm Canh Tý. Nam mô An Lạc Hạnh Bồ Tát Ma Ha Tát. Sa môn Thích Chân Thành.